Bộ phim Giao lộ định mệnh, một trong những bộ phim Việt lại có nội dung rất giống với một bộ phim của Mỹ sản xuất từ đầu thập niên 90. Giao lộ định mệnh được xem là một trong những bộ phim Việt có doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Thế nhưng, với sự trùng lặp khó hiểu đến 90% từ cách xây dựng kịch bản, tình huống nhân vật đến bi kịch trong phim, với bộ phim Shutter của Mỹ đã đặt ra một nghi vấn. Liệu Giao lộ định mệnh có sao chép ý tưởng của bộ phim này hay không? Khi sự việc xảy ra, cách ứng xử không rõ ràng của người trong cuộc đã gây thất vọng cho cả người hâm mộ lẫn người cùng nghề. Nghi án đạo phim dành cho Giao lộ định mệnh và đạo diễn Victor Vũ, nhưng với việc bị rút khỏi danh sách dự thi giải Cánh Diều Vàng năm 2010 thì có thể nói giới chuyên môn đã đồng tình với dư luận trong việc khẳng định Giao lộ định mệnh có nhiều điểm giống với một bộ phim nước ngoài. Chúng tôi đã tìm cách để xem hai phim này, phim Shutter của đạo diễn Pudongang, Peter và phim Giao lộ định mệnh. Thực ra nếu mà so sánh với cái Shutter của đạo diễn Peter thì chúng ta thấy nó giống nhau tới 80-90%, thậm chí cả những chi tiết rất là nhỏ cũng giống như là chi tiết mà cái cách đào mộ, đào xác người hay là cái cách mà buôn bán các dự án đất đai, những chi tiết rất nhỏ, chưa nói về những cái có tính chất nghề nghiệp hoặc là việc sử dụng chất liệu, việc giống về phong cách, việc giống về cấu trúc kịch bản, hệ thống nhân vật, rồi đặc biệt là cái phim này có một cái kết rất bất ngờ. Cái việc mà trùng hợp về ý tưởng đến mức ngạc nhiên thì tôi thấy là chưa có trong lịch sử ảnh thế giới. Thí dụ như Hamlet, nhiều nước làm không sao cả. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là nó phải được minh bạch, nó phỏng theo cái gì, nó phóng tác theo cái gì hoặc nó chuyển thể theo cái gì thì đều phải có cái sự dũng cảm của người nghệ sĩ, bởi vì chúng ta không thể sống bằng sự mạo danh. Bởi vì tất cả sự thành công mà mạo danh thì nó cũng chỉ như bong bóng xà phòng mà thôi. Bởi vì bây giờ chúng ta là thế giới phẳng, ở bên kia ta viết gì, người ta làm gì thì bên này biết hết, là mọi người đều biết hết. Cho nên là không thể có thể như ngày xưa được, đúng không ạ? Không thể như ngày xưa được. Vụ việc đã đặt ra một vấn đề là liệu với cách làm phim này, phim Việt có thật sự khởi sắc hay không? Như tôi nghĩ là cuối cùng thì cái quyết định của ban tổ chức giải thưởng Cánh Diều Vàng cũng là vẫn còn kịp, và cũng là một cái rất là phù hợp để tất cả những người làm phim ấy có trách nhiệm hơn đối với cái việc mà tác quyền của tác phẩm của mình. Cái vụ này rất là tiếc là xảy ra. Thì Victor nhận xét là có nhiều cái giống nhau. Thì nếu mà tìm hiểu về cái này á, thì Victor cũng phải nói một điều là cái gọi là cái creative process khi mà viết một cái kịch bản, là cái gọi là cái quá trình sáng tạo. Okay. Là trong cái creative process này á, nhất là khi mà viết một cái kịch bản như là Giao lộ định mệnh, là Victor đã cũng nói rất nhiều lần qua trong báo chí là Victor theo cái phong cách Hollywood và phong cách Hitchcock, là có những specific chính xác là thể loại của Hitchcock. Thì á, nếu mà nói về phim Hollywood, tại sao người ta nói phim Hollywood là tại vì nó theo một cái motif, nó theo một cái những cái gọi là khuôn mẫu. Ok, khi mà Victor quyết định làm cái phim theo cái phong cách Hollywood và Hitchcock thì Victor cũng phải chấp nhận, phải theo những cái đường dây từ A tới Z. Thì anyway, Victor nói cái này là cái này á, là do cái như là Victor nói cái quá trình sáng tạo. Nói chung là mình theo cái motif đó, motif gọi là một cái Hollywood thriller, thì mình bị đóng khuôn vào một cái đúng không? Phải nó đóng khuôn này đấy. Thì anyway những cái khuôn mẫu đó là coi như có sẵn rồi, là mình đã quyết định, mình cũng nói ra là mình theo một cái phong cách Hollywood, phong cách Hitchcock, thì mình theo những cái đường dây đó. Nếu mà nói là tránh mấy cái trường hợp mà giống nhau thì cũng thực sự là rất là khó. Và cho nên là chị nghĩ đây là Coincidence. What coincidence? Tình cờ. Khi mà xem cả cái phần âm nhạc thì cái trailer của hai phim á, cái tempo khá giống nhau. Anh nghĩ cả âm nhạc mà nó trùng hợp luôn thì thật khó. Không, nhưng mà cái suy nghĩ nhạc cũng phải theo một cái nghe, cái nhạc cũng phải theo một cái mô típ thôi. Tại vì nếu mà nói về cái khuôn mẫu thì mình coi như từ A tới Z luôn, từ ánh sáng, từ maybe có idea là có những cái thì có thể nó nằm trong cái khuôn mẫu đó luôn. Tôi cho đấy là hệ quả tất yếu của một cách làm việc, của một tư duy làm phim. Nó phản ánh một cái mặt bằng văn hóa của một số nhà làm phim Việt Nam thời hiện đại. Trong đó có nhà làm phim Việt kiều.